Xin chào tất cả khách hàng của Tokyo Line. Đây là những chiếc áo màng bán thấm siêu mỏng có khả năng thoáng khí từ vải và chống nước vô cùng hiệu quả. Và để tìm hiểu xem những tính năng này có thật sự hiệu quả hay không thì Tokyo Line sẽ test thử cho mọi người xem bằng chiếc máy này nhé. Lớp vải của áo khoác gió màng bán thấm sẽ được đặt ở giữa hai chiếc bình. Nước sẽ đổ vào ngăn trên, đồng thời không khí sẽ được thổi vào ngăn dưới và tạo ra những bọt khí nổi lên mà không hề bị rò rỉ nước xuống dưới. Tất cả là nhờ cấu tạo màng bán thấm siêu mỏng có hàng tỷ lỗ vải, mỗi lỗ nhỏ hơn nghìn lần so với giọt nước nhưng lớn hơn trăm lần so với một đơn vị hơi nước, do đó không thể thẩm thấu vào vải nhưng lại vẫn rất tỏa thoáng khí. Chỉ từ 199.000 là mọi người có thể sở hữu ngay một chiếc áo màng bán thấm siêu mỏng với các tính năng như là chống gió, chống bụi, chống mùi và giữ ấm vô cùng hiệu quả. Qua ngay cơ sở Tokyo Line gần nhất để mua sắm và trải nghiệm nhé.